Hôm qua, siêu bão Gemi đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, với sức gió tối đa là 118 km/h tại tâm bão. Đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc từ đầu năm đến nay, gây ra lượng mưa lớn tại nước này. Cơ quan chức năng tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 240.000 người, chủ yếu là cư dân các vùng ven biển. Hơn 700 tàu cá đã tìm nơi trú ẩn tại các cảng, 5.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để ứng trực trên địa bàn. Hầu hết các chuyến bay tại Phúc Châu, Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến và Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang đã bị hủy. Trung tâm khí tượng quốc gia đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai. Trước đó, thì bão Gemi đã đổ bộ vào huyện Y Lan, miền đông Đài Loan, Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và 380 người bị thương. Hơn 88.000 hộ gia đình bị mất điện. Hiện tại, thì dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ lên tới 15 km/h. Tại Philippines, thì mưa lớn do ảnh hưởng của bão Gemi đã làm ngập lụt thủ đô Manila, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 600.000 người phải di rời. Sau khi bão qua, thì công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu các cơ quan cứu trợ thiên tai cung cấp hỗ trợ và chuẩn bị vật tư cho các cộng đồng bị cô lập. Thị trưởng của 16 thành phố ở vùng Manila đã yêu cầu viện trợ khẩn cấp.